Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Nóng Mỗi Ngày. Ngắm thân hình bốc lửa như thiên thần nội y của sao điền kinh Đức Alika Schmidt. Alika Schmidt là cái tên không còn xa lạ với làng điền kinh thế giới. Không chỉ tài năng, cô còn sở hữu thân hình khỏe khoắn, bốc lửa và nét đẹp mê hồn. Alika Schmidt sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m80, cô là một trong những vận động viên điền kinh tài năng của Đức. Tuy nhiên, Alika được săn đón nhiều nhất bởi vẻ đẹp lôi cuốn người đối diện. Điểm nổi bật của Alika là làn tóc nâu, đôi mắt xanh to quyến rũ. Không chỉ đam mê điền kinh, Alika còn có sở thích với nhiều môn thể thao khác như bơi lội, lướt ván. Nhờ tập luyện thể thao, Alika sở hữu thân hình nóng bỏng, có thể khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng cũng phải mê mẩn. Tại Thế vận hội Tokyo 2020 đang diễn ra ở Nhật Bản, Alika là một trong những gương mặt có nhiều sức hút nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đừng quên like video và đăng ký kênh để giúp kênh phát triển nhé. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.